Tại triển lãm New York Auto Show đang diễn ra tại Mỹ, Subaru vừa chính thức ra mắt mẫu Outback 2023 với diện mạo mới và một số nâng cấp cải tiến ở công nghệ hỗ trợ người lái. Theo đó, phiên bản 2023 của mẫu SUV cỡ nhỏ đến từ Subaru vẫn tiếp tục mang ngoại hình đẹp mắt, nhưng một số chi tiết ở ngoại hình đã được cải tiến nhằm mang đến cho xe diện mạo mới mẻ hơn. Xung quanh thân dưới của Subaru Outback 2023 được bổ sung thêm hệ thống ốp màu đen, vừa có chức năng bảo vệ cho xe khi off-road, vừa tạo sự tương phản nhằm tăng thẩm mỹ cho xe. Lưới tải nhiệt của Subaru Outback 2023 cũng có kích thước lớn hơn, có chi tiết kéo dài đè lên mặt đèn pha. Bên dưới là đèn sương mù được tích hợp vào cản sốc. Phần đuôi xe hầu như không có gì khác biệt so với phiên bản hiện tại trong khi ngoại hình của xe có những thay đổi nhằm làm mới phong cách xe. Sức mạnh của Subaru Outback phiên bản mới vẫn được giữ nguyên với động cơ Boxer 2.5 lít, sản sinh công suất 182 mã lực và mô men xoắn cực đại 239 Nm trên bản động cơ nạp khí thông thường và 260 mã lực cùng 375 Nm mô men xoắn trên bản động cơ tăng áp turbo. Cả hai động cơ này đều đi kèm hộp số CVT vô cấp với tính năng chuyển số tay 8 cấp. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian là trang bị tiêu chuẩn trên Subaru Outback 2023. Điểm nhấn đáng chú ý nhất về nâng cấp trên Subaru Outback 2023 nằm ở công nghệ. Bản trang bị cao cấp nhất của Outback có tên gọi là Tua sẽ được trang bị thêm một camera góc rộng, nâng số camera trên xe thành con số 3 bên cạnh hai camera của hệ thống i-Sight nhằm nâng cao khả năng nhận diện người đi bộ và đi xe đạp. Các bản trang bị khác của xe đều được bổ sung thêm hệ thống đánh lái tự động khẩn cấp đi kèm tính năng phát hiện điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo vật cản phía sau, phanh tự động khẩn cấp dưới 80 km h Hệ thống giải trí Starlink cũng được cập nhật lên phiên bản mới nhất, được hiển thị qua màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 11.6 in. Công nghệ định vị địa lý Water Reward mới nhất cũng được trang bị trên Outback 2023, giúp người dùng có thể xác định đúng vị trí trên bản đồ bằng khẩu lệnh chỉ với 3 từ. Nhìn chung, Subaru Outback 2023 không thay đổi quá nhiều so với bản 2022, nhưng đây là tín hiệu tốt bởi Outback 2022 vốn được người dùng đánh giá cao về ngoại hình. Vì vậy hãng xe Nhật Bản chỉ chú trọng vào việc nâng cấp công nghệ hỗ trợ cho người lái nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tại thị trường Mỹ, giá xe Subaru Outback 2022 có giá niêm yết ở mức 28.320 USD, tương đương 648 triệu đồng. Vì vậy phiên bản 2023 của xe dự kiến sẽ có giá cao hơn đôi chút, chưa rõ thời điểm xe sẽ có mặt tại đại lý. Xe Cộ XXX